Chào các bạn, chào các cháu. Món rau câu là món tráng miệng, dễ làm và được nhiều người ưa thích, nhất là các cháu nhỏ. Để làm rau câu thơm ngon vừa miệng không tách lớp, bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Đây là 1,5 lít nước. Mình ngâm gói rau câu 25 g. Mình ngâm khoảng 1 giờ. Rau câu mình xài loại này rất là tốt. Mình có 50 g lá dứa, mình xắt ra mình xay. Nước sôi mình cho lá dứa vô mình trụng 2 phút. Mình trụng được 2 phút giờ mình vớt lá dứa ra. Mình cho 550 ml nước chín vô mình xay lá dứa. Xay xong mình luộc qua rây. Mình chuẩn bị phần này để nấu rau câu. 500 ml nước lá dứa, 400 ml nước cốt dừa đậm đặc, 100 ml sữa tươi không đường đổ chung nước dừa luôn, 200 g sữa đặc, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 ống vani, 300 g đường. Mình múc ra 1 muỗng canh đường, mình cho vào nồi lá dứa, vì nồi lá dứa nó không có sữa. Mình đi nấu rau câu, mình khuấy trước rồi mình bật bếp sau. Tại vì rau câu bây giờ nó lắng rồi, giờ mình bật bếp lên. Mình để lửa trung bình và vừa đun vừa khuấy. Rau câu mình ngâm được hơn 1 giờ rồi. Ngâm rau câu lâu thì giúp cho rau câu lâu chảy. Rau câu sôi mình hạ lửa nhỏ xuống. Rau câu sôi được 3 phút mình dở lên, nó mịn là rau câu tan hết rồi. Mình cho vô 300 g đường, hồi nãy mình múc ra 1 muỗng canh, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình khuấy cho đường tan. Tăng lửa cho rau câu nó sôi. Rau câu sôi lại mình tắt bếp và mình chia nồi rau câu làm đôi. Mình chia đôi mỗi nồi được 700 g. Mình cho nước cốt dừa vô và sữa đặc. Mình bật bếp cho rau câu nóng lên. Mình để lửa trung bình. Rau câu bốc hơi là được, không cần sôi. Vì có nước dừa mà nó sôi sẽ không có ngon. Rau câu của mình bốc hơi là được. Mình cho vào nồi cách thủy. Nồi lá dứa mình cho 1 muỗng canh đường. Và mình cũng bật bếp lên. Lửa trung bình. Mình khuấy cho đường tan. Nồi rau câu của mình bốc hơi rồi, bây giờ mình cho nước lá dứa vô nè. Lá dứa thì hồi nãy mình xay nước chín và mình cũng luộc lá dứa rồi. Bây giờ mình chỉ cần bốc hơi là được. Nồi lá dứa lúc này cũng bốc hơi rồi, mình cũng cho con nồi cách thủy. Mình giữ nóng rau câu bằng nồi cách thủy. Mình đổ màu trắng trước, 200 g rau câu. Khuôn của mình là khuôn 25-17, chiều cao 8 phân. Có bọt thì mình phá vỡ. 200 g rau câu màu lá dứa và bốc hơi thì nó mới không có tách lớp được, chứ nếu mà không bốc hơi nó sẽ tách lớp. Và cái lớp ở dưới á, mình có thể lấy tay mình sờ nó đông rồi là được. Và đừng để đông quá, nếu đông quá mình phải rạc cái mặt nó ra, không rạc cái mặt nó ra thì nó sẽ tách lớp. Mình đổ rau câu mình nên đổ trên cái gì như vậy đó. Thì nó ít ra bọt và nó không có xoáy mặt nữa. Mình đổ ngay cái mé này nè. Thường thường cái mé này nó đông trước nè. Khoảng 7-8 phút xong một thì nó đông một mẻ. Và tùy theo thời tiết nữa. Nếu mà thời tiết nóng thì nó sẽ lâu đông. Mình đổ như vậy nó không tạo bọt. Đây là lớp cuối, mình có thể đổ những cái rây như vậy nè, để cho nó không có tạo bọt. Và nó cũng ít có hư cái mặt nữa. Và cái lớp nước dừa này thường thường nó đặc quá, nếu ta thấy đặc quá thì ta có thể cho thêm một ít sữa tươi vô. Rồi mình nấu cho nóng lên. Rồi
lớp nước dừa này nó ngăn đông hơn là hết lớp màu xanh. Rau câu nguội hoàn toàn rồi, bây giờ mình đem trong ngăn mát tủ lạnh mình để. Rau câu này mình để trong ngăn mát qua một đêm rồi, bây giờ mình lấy ra rất là dễ. Đó, mình kéo cho nó há cái miệng ra như vậy nè. Đó, mình nghiêng, nghiêng như vậy nè, và nó há cái miệng ra nè, lấy ra rất là dễ. Mình cắt cho cả nhà xem. Đẹp lắm cả nhà ơi. Cả nhà ơi, rau câu của mình nè, không hề tách lớp. Cái miếng bìa là miếng dễ tách lớp nhất, mà không tách lớp nè. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.